Chào các bạn, mình đang có mặt tại ngã tư Dân Tiến, Khói Châu, Hưng Yên, đi thành phố Hưng Yên các bạn ạ. Đây là ngã tư khá là ngoằn ngoèo, phức tạp. Đoạn đường này rất nhiều cái phương tiện giao nhau, vừa đi qua Eco Park, đi qua Văn Giang, và đây là ngã tư Dân Tiến, Khói Châu, Hưng Yên, đi về hướng thành phố Hưng Yên các bạn. Dân Tiến, Khói Châu, đây là quốc độ 39A thì phải. Dân Tiến, Khói Châu, đi về hướng thành phố Hưng Yên các bạn. Đây, đường phố đây khá đẹp. Tuy nhiên thì tốc độ ở đây nó không được nhanh lắm, thì đi được khoảng độ dưới 60 thôi. Có rất nhiều xe tải to. Đào Viên, Dân Tiến, Khói Châu, Hưng Yên, các cửa hàng quần áo bắt đầu vào dịp cuối năm, hôm nay là 30 hay 31 gì đó, 30 tháng 12, tầm này là 10 giờ 47 phút, khá là đông học sinh trường Cư Điện như thế này, đông quá. Đào Viên, Dân Tiến. Ở phố khá là đẹp. Tuy nhiên thì tầm này bắt đầu đông rồi các bạn ạ. Tết chuẩn bị, Tết Dương Lịch này. Rồi mọi người chuẩn bị cho năm mới Hưng Yên hay hai cây nữa. Rồi các cái mọi thứ để chuẩn bị cho Tết đã, ta Tết Tây rồi, nên là mọi công ty chuẩn bị xây dựng các vào cuối năm rất là bận, đường xá khá đông đúc. Làng An Lạc có cổng đẹp quá nhỉ, làng An Lạc. Thời tiết hôm nay bắt đầu rất là rét các bạn ạ, miền Bắc là một trong những đợt rét cao điểm, có thể nói là rét nhất từ trong 4 năm trở lại, rét nhất. Đấy. Đồng Tiến, Khói Châu. Đồng Tiến, Khói Châu. Hưng Yên có rất nhiều cửa hàng phế liệu sắt vụn, tái chế các cái đồ phế liệu sắt thép, ắc quy, chì. Và khu công nghiệp nó rất phát triển. Các cái mảng dịch vụ này. Đây có đồ đồng này, Ngọc Thủy, đồ đồng to quá nhỉ. Mà ở Nam Định, Yên Nam Định này, thị trấn Đằng này, khu đấy là cũng có nhiều đồ, rất nhiều người nấu đồ đồng, đúc đồng. Ở đây thì cũng lác đác có một số nhà đấy, cơ sở đúc đồng hiện gấm. Giáp danh thôi, còn cái thị trấn này mình chưa đến à, chưa đi qua cái thị trấn này. Yên Mỹ, Bô Thời, đây là Bô Thời à, thế mình đi qua rồi, thị trấn Bô Thời Hồng Tiến, Khói Châu, Hưng Yên, thị trấn Bô Thời, đây gọi thị trấn Bô Thời, thị tứ Bô Thời, thị tứ chứ không phải thị trấn. Hồng Tiến, Khói Châu, Hưng Yên,
rồi, nhưng mà cái dịp đấy nó mình đi giáp danh, nó chưa đi chưa thì gì tích gì cũng vàng. Thế đợt đấy là mình có đi qua đây, nhưng mà nó không phải đi qua chỗ này mà nó giáp danh thôi, đi qua Môn Thờ, gần đến Môn Thờ ấy. Thiên Bỉ Điện Tuấn Oanh to vật vã. Đây là thị tứ Môn Thờ, hết khu đông dân cư, hết thị tứ. Hưng Yên này bắt có lỗi chặt chẽ không? Đi qua Hải Dương thì sợ lắm. Đường khá đẹp các bạn ạ. Đường từ Eco Park về thị trấn Bồ Thời này phải nói là khá đẹp, nhưng mà không đi nhanh được vì quá nhiều xe, đông đúc quá. Cứ bon bon kiểu 5-60 này thôi, không đi nhanh hơn được. villadao.com. Alo. Vâng, ai đây ạ? Vâng. Nói đi, tao đang lái xe. Nói đi, tao đỗ rồi đây. Có. Mới vào hôm qua. Xăng dầu Hồng Đức. Đang đi có cuộc điện thoại đỗ nghe. Xăng dầu Hồng Đức. Tiếp video của mình đang đi từ Eco Park và đi đến Bồ Thời, đến thành phố Hưng Yên. Đây là đâu đây nhỉ? Lôi cầu Việt Hòa Khoái Châu. Nhà máy cọc bê tông Ly Tâm, bê tông Petrolimex. Yên Lệnh 16 cây.
cầu Hiến Lệnh này. Tạm dừng cái video ở đây để tí nữa mình còn đủ dung lượng quay tiếp ở thành phố Hưng Yên. Chào tạm biệt quý vị các bạn.